Bò ba lão chơi lớn khi mà chuyển sang mô hình buffet, còn được một con tôm hùm nữa nha. Địa chỉ mình đi là 237/36 Trần Văn Đang, quận 3. Mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ tối. Từ thứ hai đến thứ sáu giá vé là 159, còn thứ bảy chủ nhật là 179. Chị em ngày thường là 99.000, còn cuối tuần là 119. Ngày rằm 15 hàng tháng từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Các bạn sinh viên và những người bán vé số khó khăn thì sẽ được đến đây ăn buffet hoàn toàn miễn phí mà không tính 1.000 nào cả. Đây là một cái điều rất là dễ thương ở quán. Các món ốm nướng và các viên hải lẩu thì mình thấy gần 30 món, từ bò tảng, bò cuộn nấm kim châm, bò cuộn măng tây, chân gà, cánh gà, heo gừng, thậm chí là có thịt nai, đà điểu, vân vân. Các món chế biến sẵn đang khai vị thì có khoai tây chiên, kimbap, đậu hũ phô mai, vân vân. Quán của chị là xin là thịt nhiều hơn, còn về phần như lặt vặt cái viên chi thì một ít là không có nhiều đâu. Cái này là vô sinh viên ăn được nhiều, thì nói chung là cái gì mà chị chưa có cải thiện được, góp ý cho chị sẽ là cải thiện dần. Cái điểm góp ý đầu tiên của mình dành cho quán đó chính là nên phân cách giữa đồ ăn tươi sống và đồ ăn chín, sẽ dễ dàng bị lộn xộn cái đồ gấp, thậm chí là đồ ăn có thể dính lên nhau. Còn về những món tráng miệng thì mình thấy có bánh da lợn, bánh bò, ổi, mận, dưa hấu.